Quá, nơi này giống y như rừng rậm Amazon. Amazon, sinh vật nào sống ở đó vậy? Có rất nhiều loài cây cỏ như động vật sống ở Amazon, giống như hả? Đây là hả? Hả? Một con Titanoboa. Mọi người cẩn thận. Thì ra đây là loài sinh vật sống ở Amazon. Mình chưa từng đi đến đây bao giờ. Titanoboa là con trăn lớn nhất trong lịch sử. Nó xuất hiện trên trái đất từ 60 triệu năm trước. Hãy đi ra khỏi đây, đây là lãnh địa của tao. Nè, bình tĩnh đi nào, tụi mình chỉ là đi ngang qua đây thôi mà. Nổi láo, tụi mày đến đây để xâm chiếm lãnh địa của tao. Hãy cút ra khỏi đây ngay. Hả? Con trăn đó xấu tính quá đi. Hả? Chết, giờ làm sao đây? Đừng có lo. Chúng ta làm gì đây? Con trăn này ác độc thật đó. Chết, giờ chúng ta phải làm gì? Mọi người cùng nhau nhảy xuống sông. 1, 2, 3, nhảy thôi nào. Tụi mình chơi. Thấy gì chưa? Đó là kết cục của những tên xâm nhập lãnh địa của tao. Đi nhanh nào, mình không muốn nó đuổi theo mình đâu. Tụi mình chơi. Tụi mình chơi. Demi à, chơi lên lưng mình đi. Bơi qua dòng sông nhanh lên. Kẻ xâm lược kia sao còn ở đây? Chẳng phải tụi mình đã nhanh chóng rời đi sao? Tụi mày cứ chần chừ hoài, hay là tụi mày đang có mưu đồ gì hả? Đến bắt mình đi. Ý của mày là muốn chơi rượt bắt với tao sao? Đương nhiên, nếu có thể thì cậu bắt mình đi. Mau chóng thoát khỏi đây thôi. Chết rồi, chóng mặt quá vậy. Mình cũng chóng mặt quá. Cứu mình chơi. Mọi người nhìn kìa, Bin đã gặp nguy hiểm. Chúng ta phải quay lại cứu Bin thôi. Để mình đi cho nhanh. Mình không biết bơi. Cứu mình chơi. Cứu mình chơi. Bởi vì Titano, mình không thể đến đó được. Để mình cứu Bin. Đi mẹ à. Đi mẹ à. Mày làm được gì? Cảm ơn cậu vì đã cứu mình. Có cái mùi gì kỳ vậy? Mùi lưu quỳnh. Mùi lưu quỳnh. Mình ghét cái mùi này nhất đời. Ơi, cái mùi này kinh khủng quá đi bớt. Một hang động. Cậu có muốn đi vào trong không? Mình rất thích đi vào những nơi tối tăm. Mình cũng thích đi đến những nơi tối nữa. Hy vọng là tụi mình sẽ gặp vài con ma. Ma hả? Không có đâu. Nếu mà có chắc là vui phải biết. Ở đây tối quá, nắm lấy cái đuôi của mình đi để cậu khỏi sợ lạc. Được. Nhớ bám chắc vào mình nha. Được. Ở đây tối quá. Mình đang ở đâu đây? Oppy ơi, cậu đâu mất rồi? Mình chẳng nhìn thấy gì hết. Bóng đèn của mình. Sao con bật lên được? Nó có vấn đề rồi sao? Chẳng lẽ khi nãy mình té nó bị da chạm hư rồi sao? Vicky đang gọi. Vicky đang gọi. Có ai nghe thấy không? Hả? Vicky, chuyện thám hiểm sao rồi? Đang ở đâu? Sao mà tối quá vậy? Con cũng không biết nữa.
con đi vào trong hang động cùng với Obi. Mọi thứ đột nhiên rung lắc dữ dội khiến con ngất xỉu. Con vừa mới tỉnh lại. Tội nghiệp quá, hy vọng không bị thương. Ta và cả đội sẽ đến giải cứu ngay. Tuyệt, chắc có lẽ con nên đi tìm Obi. Mọi người nhanh chóng quay về khu căn cứ. Vicky đang gặp nguy hiểm. Hả? Vicky mất tích rồi sao? Vicky không hề biết vị trí của mình đứng là đâu. Đi hay, nhanh chóng định vị Vicky. Hả? Gì chứ? Vicky đang ở trong bụng của Lexity. Hả? Lexity là con gì vậy? Đi hay, mở từ điển bách khoa toàn thư nhanh lên. Lexity là một loài cá khổng lồ sống trong kỷ nguyên Sura. Đây là loài cá lớn nhất trong lịch sử. Nó lớn cỡ một con cá voi lượng đó. Hả? Lớn cỡ cá voi luôn sao? Như vậy thì Vicky đang gặp nguy hiểm sao? Phải giải cứu chị Vicky ngay lập tức. Được, lên đường. Qua, nó to thiệt đó. Xin chào, chào Lexity, nghe ta nói không? Một trong những nhà thám hiểm của ta không may chui lọt vào bụng cậu, cậu có thể há miệng ra không? Con nghĩ chắc không được rồi. Chúng ta có thể làm gì được đây? Để ta nghĩ coi. Hay là chúng ta tìm cách bắt nó mở miệng ra đi. Được, cùng thử cách đó đi. Vicky, Vicky, cậu có nghe mình nói hay không? Giờ cậu đang ở trong bụng một con Lexity. Giờ tụi mình sẽ tìm cách làm cho nó há miệng ra. Cậu cố gắng lại gần miệng của nó nha. Mình đang ở trong bụng con Lexity sao? Được rồi, tìm được Obi, mình tới ngay. Obi mắt to ơi, cậu đang ở đâu? Cậu ấy có thể ở đâu được? Obi mắt to ơi, cậu có ổn không? Có bị thương không hả? Mình ổn. Nhìn cậu không được khỏe cho lắm. Đừng có lo lắng, mình sẽ cứu cậu mà. Cảm ơn cậu. Làm sao tụi mình có thể làm nó mở miệng ra đây? Nó to quá đi à. Để mình thử coi. Sức mạnh khủng long bạo chúa. Không thể mở được. Sức mạnh của khủng long bạo chúa chắc vẫn chưa đủ. Giờ làm sao? Có rồi, giờ tụi mình thử chọc lấy nó đi. Mọi người sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Bắt đầu. Làm như vậy sao? Như vậy sao? Mình nghĩ ra nó quá dày, chọc lét vô hiệu rồi. Đúng là không có tác dụng rồi. Giờ phải làm sao đây? Ở trong cái bụng đó chắc cậu ấy sợ lắm. Vì Kỳ thích những câu chuyện ghê rợn, cậu ấy sẽ không sợ đâu. Có khi nào nó nghe mấy chuyện kinh dị thì hoảng sợ không? Có thể, Lexity không thích chuyện kinh dị. Chắc vậy đó Bin. Để thử coi. Tối quá đi, chẳng thấy cái gì hết. Hả? Có ma sao? Hả? Ma ơi đừng đi. Khi bóng đêm bao trùm khắp mặt đất, bên trong một hang động đáng sợ, có một thứ ánh sáng lung linh mờ ảo lé lên trong bóng tối. Chết ơi, có hiệu quả rồi, nó bắt đầu dao động rồi, tiếp tục đi. Cái này là... cuối cùng cũng đến được miệng cá Lexity rồi. Cậu không phải ma, mà là một con sứ. Một con ma đáng sợ đang lơ lửng trên không trung. Vicky. Tụi mình cứu được Vicky rồi. Cảm ơn các cậu. Thấy cậu mình mừng quá à. Cuối cùng mình cũng thoát ra được rồi. Cảm ơn cậu ác, mình nhất định sẽ trả ơn cậu. Đừng khách sáo, bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau mà. Ác à. Cứu mình với. Ác à. Nguy rồi. Tomo, sức mạnh màu xanh, biến hình. Hơi, xe nâng siêu mạnh. Aka, cậu không sao chứ?
May quá cậu ấy không sao. Suýt chút nữa thì tôi rồi. Hả? Nha. Nha. Vẫn chưa kết thúc sao? Ác à, cậu không bị thương chứ? Hiện tại thì vẫn ổn. Nha. Tại sao các em ấy lại nhìn cậu như vậy? Nha. Có lẽ mình bị bắt để làm bữa trưa. Bữa trưa sao? Nha nha nha. Nha. Ta là một con sâu ăn thịt và ta ăn Pterosaurus mỗi ngày. Nha 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 nha. Bình thường làm vậy để dọa chúng, nhưng bây giờ không hiệu quả đâu rồi. Nhìn nè, thú vị không? Nhìn vui quá ha. Hả? Đó là cái gì vậy? Nó là món đồ chơi mình làm cho tụi nhỏ. Thật mừng vì chúng thích nó đó. Tốt quá, vậy tụi mình nhân cơ hội chuộng thôi. Nha nha nha. Nha nha nha. Hả? Ôi, lúc leo lên mình không để ý, nhưng giờ nhìn xuống sao cao quá, hai chân mình bủn rủn rồi, không tài nào leo xuống được luôn đó. Hả? Nha. Ơi, có sợi dây leo nè. Cảm ơn em. Nha. Mình đã nghĩ sẽ không quay về được nữa. Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã cứu mình. Vừa rồi cậu cũng đã cứu mình mà. Được rồi, tụi mình về nhà thôi. Hả? Hả? Nó đã trở lại rồi. Đáng sợ. Đáng sợ quá đi. Tụi mình đánh lại. Chết. Giờ phải làm sao đi? Dạ một chút. Cậu hãy bình tĩnh. Chị Miu, tụi em phải làm gì đây? Tất cả bịt mũi lại. Mùi gì vậy? Sốt chút nữa thì Misty, xem sức mạnh của thực vật này. Đến cả con Pterosaur trưởng thành cũng phải bỏ chạy. Bây giờ an toàn rồi, chị làm ơn cất cái thứ đó đi được không? Hả? Cứu ta với. Chuyện gì vậy? Đó là Dinner Steel, một con cá lớn với hàm răng đáng sợ. Tụi mình phải đến đó giúp đỡ cậu ấy. Dẫn nhà thám hiểm tài ba lên đường. Pin sức mạnh xanh biến hình. Hơi Vicky, sức mạnh màu hồng biến hình. Tomo, sức mạnh màu xanh biến hình. Red, sức mạnh màu đỏ biến hình. Hey. Hey. Nha. Wow. Hả? Dừng lại, đang cởi áo tí ơi. Các người là ai? Chú khủng long nhỏ này là tụi ai? Tụi ta là những nhà thám hiểm tài ba. Hãy tránh xa Anomalo đó. Ngươi không sợ hàm răng của ta sao? Ta là bạo chúa của biển cả. Ta là con cá đáng sợ nhất. Răng của nó thật là đáng sợ. Bina, đừng lo lắng. Tụi mình sẽ cùng nhau đối đầu và cùng nhau đánh bại được đăng của Altius. Đánh bại ta thật là nực cười. Bữa tối của ta chờ ta một chút. Ta sẽ chơi đùa cùng các người trước. Pin sẵn sàng quăng lưới. Các người đi đâu hết rồi?
Những cái răng của nó rất sắc đó. Mọi người cần phải cẩn thận, tụi mình cần bàn chiến luôn. Hãy nhanh chóng tập hợp lại. Chút nữa chúng ta sẽ làm như vậy nè. Nè, con cá xấu xí kia, hãy đến bắt ta đi. Cái gì? Người dám nói ta xấu xí? Đứng lại. Vicky, tăng tốc độ. Đúng là thật không tệ, nhưng các người sẽ không thoát được đâu. Đừng chạy. Đừng chạy. Đừng chạy. Người không thoát được đâu. Trán của ta đau quá, đau quá. Ta sẽ không tha cho các người. Không phải cậu nói nó sẽ bỏ chạy sao? Đúng vậy, mình tưởng rằng nó sẽ bỏ chạy, nhưng bây giờ nó lại càng tức giận. Làm sao bây giờ? Chúng ta không thể di chuyển nhanh dưới nước giống như là Vicky. Thủ lĩnh, thấy rồi. Chú ô tô. Ngươi là ai? Ta tìm kiếm ngài khắp nơi, thật là vui, cuối cùng cũng được gặp lại. Cái gì thủ lĩnh? Ngươi đang gọi ta là thủ lĩnh hả? Đúng vậy, ở dưới biển ai ai cũng biết đến ngài hết. Có hàm răng đáng sợ, với những chiếc răng siêu chắc khỏe, sức mạnh vô biên. Ngài là thủ lĩnh của vùng biển rộng lớn này đó. Ta đoán đúng vậy. Cuối cùng cũng được gặp ngài. Hãy để ta bày tỏ sự kính trọng đây. Hãy cúi đầu trước thủ lĩnh của người thủ đi. Thủ lĩnh, ta tên Osto, với chiếc sừng rất ngầu. Xin chào. Trời ơi, rất xin lỗi, ta không cố ý đâu. Không, không cần cúi đầu chào ta đâu, ta không cần đâu. Hồi đó không xứng với chiếc sừng nhọn của ta. Chú thật tuyệt vời, chú một mình đánh bại con cá đáng sợ đó. Đúng vậy, chiếc sừng của chú thật là tuyệt vời. Không có ai bị thương phải không? May mắn, tất cả đều ổn. Chiếc sừng nhọn của chú Otto thật sự rất tuyệt. Đúng vậy, nhưng ngoại trừ việc chào hỏi mọi người. Ta biết, ta sẽ nhanh chóng thay đổi cách chào hỏi. Chú nói không thể thay đổi mà. Vì ta muốn sống hòa đồng với mọi người xung quanh, nên từ đây ta sẽ giãy tay thay vì cúi chào. Còn chiếc sừng thì sao? Ta sẽ dùng chống lại kẻ xấu. Dendonychus, cậu đang làm gì vậy? Chị Fenkey ơi. Phong nước. Leo lên lưng chị nhanh. Cuối cùng thì họ cũng đi rồi. Chúng ta hãy trở về tổ nào. Ba và mẹ các em chắc chắn đã trở lại rồi. Người xấu, người xấu. Người xấu lắm. Chúng không thể đến bên trong này đâu. Ôi không, Chris, Pin, Tomo, đến đây cứu mình với. Đừng lo, những nhà tắm hiểm tài ba. Lên đường. Lên đường. Pin, sức mạnh xanh biến hình. Tomo, sức mạnh màu xanh biến hình. Red, sức mạnh màu đỏ biến hình.
Nhao. Người sao? Không sao đâu, người sao? Đừng lo lắng. Không. Đội thám hiểm tại bang sẽ đến trợ giúp chúng ta sớm thôi. Tụi mình ở đây nè. Dừng lại ngay. Để nó đi chết. À, chúng là thức ăn của bọn ta. Đúng rồi. Chúng là thức ăn của bọn ta. Các cậu chưa rút ra được bài học từ lần gặp trước sao? Anh em ơi. Hồ, có lẽ lần này đến lượt chúng ta nhận bài học rồi. Những lúc như vậy chúng ta cần lên kế hoạch. Đây, hãy làm một cái bẫy. Được rồi, hãy chiến đấu để cứu các em bé xe ra. Pin, đi thôi. 2 3 Chạy thôi. Gì chứ? Đuổi theo. Đừng chạy. Mọi người hăng hái quá. Còn mình thì đói đến mức không có sức mà run rẩy. Cậu sẽ đói hơn nếu cậu tức giận. Vậy nên hãy thư giãn đi. Tại sao tụi mình lại phải đuổi theo chúng? Mau lên, làm nhanh lên nào. Được rồi. Hả? Bắt đầu thôi nào. Các cậu định chơi trốn tìm với tụi này phải không? Mình ở đây, tới bắt mình đi. Bắt được mình nó cậu có thể. Cậu không thể bắt mình đâu. Thành công rồi. Hãy bắt mình đi. Mà tới bắt mình đi. Tụi mình ở đây. Hãy bắt tụi mình đi. Cậu nghĩ rằng tụi mình có thể ngu ngốc đến vậy sao? Bọn ta sẽ không để bị lừa nữa đâu. Ôi, đi nó rất sợ tụi mình. Sợ hãi kìa. Được rồi, sẵn sàng. Những nhà thám hiểm tài ba. Xin chào. Nhấn đây để đăng ký kênh nha.